Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là PVH Gamer đây. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi thành phố quái vật này nhá. Bán à? Ồ, bán được này. Bán đi mua. Có phải nãy bán con kia đi rồi mua con này không trời? Thành phố quái vật nào. Chơi cái gì trời. Mua thêm con nữa. Shop này mua thêm cái được cái gì nữa. Không đủ vàng rồi. Chỉ xây được 4 cái nhà. Monster là quái vật này. Cuối con à lấy được vàng này. Còn lại chỗ này vào đây à? Mấy con này làm mà vàng ấy chứ. Đầy à, phải bán đi à, cái gì mua thêm gì à. Bán quả trứng được 100 vàng à. Nâng cấp. Mua hết cà chua rồi. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.